đúng không? Nghe nghe. Ủa chứ sao đây ra phải nào không được hả? Ủa đây đường này chạy có phải không đông được không hả? Ủa sao em nói nhỏ quá ta? Nói thật hơi to không? Ăn ngon không ngon? Nhỏ xíu hả? Nghe mà nhỏ xíu à? Đây hơi xe hơi đông ha. Ê em kéo cái em kéo cái nón xuống rồi đạt chứ, hoặc là em chỉnh cái mít ngớn thử coi. Không nghe gì hết luôn hả? Ờ nghe hơi rõ rõ nè. Ờ hén ngô mọi người. Nãy tung não đây. Mới sắm cái mít, mới đổi cái mít khác. Giờ mình đi test mít thử coi coi nó có bị bụp khi chạy tốc độ cao giống hồi xưa không. Rồi, để ra đây mình thử coi. Chứ cái mít kia nó bật phải ghét quá, mình chỉnh 7749 ngàn kiểu gì nó cũng bị kêu hết. Nó nhỏ xíu à. Em nghe anh nói to không? Đi không có gắn cái rò hết à?
giờ chạy xong rồi mình qua quán bên kia cà phê vô phải không? Ăn không? Hả? Thì giờ đi qua tới cầu này chạy nhanh nhanh xíu, hoặc qua đường bên kia chạy nhanh nhanh xíu rồi quay lại xuống dưới cũng được, biết không? Qua Bình Thạnh là chỗ nào? Rồi khoan, mình chạy thẳng qua bển xíu đi rồi chút mình quanh lại. Chút quay đầu rồi, tại có đường Phạm Văn Đồng này nó rộng rộng rồi chứ mấy đường kia nhỏ hẹp lắm, đâu chạy nhanh được đâu. Khúc này nè, tụi nó đâu có bán tốc độ, có đứng ngay chỗ kia để anh chạy nhanh nhanh cái anh kéo cái coi cái cửa mít nó có bị tẹt không. Thẳng qua cầu luôn nha, đừng có xuống cầu nha. Cái gì? Chạy chắc chạy tới đèn xanh đèn đỏ trên quay đầu đi. Được rồi đó. Ừ. Nó cấm ở đây nó chạy lên thì bởi vì nó ở ngoài này giờ nó cấm mà. Quẹo được kìa.
xuống cầu quẹo trái luôn nha. Má xe nhẹ quá, chạy nhanh nó bay bổng quá. Nửa khúc này quẹo với chỗ nào em? À, ủ quẹo với ông cua chả. À rồi rồi rồi, biết được rồi. Anh tưởng quẹo trái qua bên đây chứ quẹo trái hình như đâu được đâu phải không? Nè, giờ ôm cua ngay chỗ này nè phải không? Má, cái mic của em nói chả nghe được gì hết luôn. Rồi giờ mới nghe đó. Giờ quẹo phải rồi phải không? Cái đường này cũng lần đầu đi vô. Ê, ở trong đây chạy xe vô được không ta? Má mày mốt giờ chạy xe vô đây review được, đẹp lắm nè Đạt. Không không chạy, coi nó có cái công viên gì ngay chỗ này nè. Anh thấy người ta để xe trên đó quá chừng luôn á.
cà phê rồi. Đây nè, qua đây nè. Ủa đi đâu à? quay lại đây. Đây nè. Ơ đụng quá. Sai vậy. Sao kêu đi qua đâu? Để đâu chứ? Chạy vô đậu hả? Lên đây vô. Lên luôn, lên luôn. Thì chắc song song đây luôn nè, đặt song song đây luôn đi. Chạy vô đây cho bạn lộn quá. Nè nè, chạy song song vô đây luôn đi nè. Nè. Ui da. Một chiếc đậu trăm, một chiếc đậu hoài coi. Một dập á, chiếc đậu trăm, chiếc đậu hoài. Rồi. Nó mũ rồi ra, nói luôn, các người ta mang một dập nó nói. Nghe chứ. Đậu này nghe sát qua đây chút con. Đậu dập lại đây nè. Rồi chú. Dạ. Không. Con cũng không biết nữa. Không được, có cái yên đó ngồi không được. Đi. Đi không đi thì quay lại. Giờ quẹo qua đường này, quẹo đi đường nào quên mẹ rồi ta. Giờ quẹo phải hay quẹo trái? Nãy mình quẹo trái phải không? Ok. Giờ ok. Đó giờ gắn cái mic rồi nó má nói chuyện ok luôn rồi nè. Nãy có nói có nghe cái gì đâu. Ôi đụng quá.
Cái mít đó phải không? Ngút anh kéo à, à giờ quẹo qua trái rồi anh cầu phải không? Giờ quẹo phải hả? Xe tự phát kìa à, muốn dựng đâu dựng á. Ủa em mấy chiếc ẹt mà biển 50 giờ đâu phải ẹt của Yamaha đâu hả? Sao thấy có cái ẹt 50cc nữa trời. Giờ đi Nguyễn Nhân Nghi á. Ủa sao không hả? Sao không đi thẳng không? Ra Phan Văn Trị không? Đây Phan. À.
hoài quá. Rồi, đúng. Thôi. Thì giờ về uống chứ sao nữa. Trời ơi chạy nhanh đi, hết đèn đỏ rồi mấy anh ơi,